Đã từ nhiều năm nay, ông Nguyễn Văn Phong, thôn Nam Cường, thị trấn Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường, được nhiều người biết đến bởi bản chất chịu thương, chịu khó, dám nghĩ, dám làm. Từ năm 2001, ông Phong đã mạnh dạn vay 30 triệu đồng vốn từ ngân hàng để đầu tư vào trồng các loại rau củ quả. Nhờ chịu khó tham quan học hỏi, tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, nên ông Phong đã tích lũy ngày càng nhiều kinh nghiệm để phục vụ vào nghề trồng trọt của mình. Năm 2013, gia đình ông Phong đấu thầu 7 sào đất nông nghiệp để trồng rau bắp cải và cà chua. Nhờ siêng năng, chịu khó học hỏi, đến nay ông Phong đã có trong tay mình khá nhiều vốn kiến thức và kỹ thuật để trồng các loại rau màu. Các loại rau được ông Phong trồng tứ mùa, mùa hè thì rau muống, rau khoai, mùa đông thì su hào, bắp cải, cà chua. Đã đem lại thu nhập cho gia đình ông hàng trăm triệu đồng. Gia đình nhà tôi sống về là nông nghiệp là chính. Thì thực tế ra gia đình nhà tôi hiện nay nó có 6 sào, nhưng mà chuyên để chỉ có làm màu. Thì là làm các cái cây như cà chua, thế rồi là mướp đắng, bí, bầu bí, rồi là su hào, bắp cải, súp lơ, nói chung là mùa nào áo đấy. Thế là, thực tế ra chúng tôi cũng đã được đi hội nông dân của thị trấn Thổ Tang cũng cho đi học hỏi rất nhiều về các cái kinh nghiệm và các cái mô hình trình diễn, rồi là các cái về bảo vệ thuốc thực vật, rồi là cách chăm bón. Thế cho nên là chúng tôi là làm cũng rất là nghiêm ngặt để theo đúng với lại cái chương trình của Việt Gáp là về cái rau sạch. Để trồng rau màu đem lại hiệu quả cao, ông Phong cho biết đã áp dụng đúng các tiêu chuẩn cũng như kỹ thuật được các công ty giống và đơn vị phân bón tư vấn. Rau màu vừa phát triển tốt, vừa đạt độ an toàn cao với người sử dụng. Năm 2013, 2012 cũng được sự quan tâm của nhà nước và của các hội nông dân tỉnh, rồi hội nông dân huyện, rồi nông dân thị trấn. Đấy cũng là cho tổ chức chúng tôi thành lập một cái câu lạc bộ nông nghiệp chuyên màu. Thế rồi trong đó đã quy hoạch lại cho chúng tôi tất cả được một cái khu vực của cái khu vực nhà cũ này là khu vực rau sạch. Thế cho nên là cũng đã được đầu tư rất nhiều về cái hạ tầng nông nghiệp. Cho nên là từ bờ mương máng rồi cho đến các cái lò để ủ phân, rồi các cái con đường để đổ bao quanh các cái khu vực của cái khu vực chuyên màu này. Thế cho nên là thực tế là cũng được nhờ các chính quyền địa phương rất quan tâm đến cái nền nông nghiệp, cho nên là anh em chúng tôi ở trong cái câu lạc bộ là cũng rất là phấn khởi và cũng tin tưởng vào cái đường lối của Đảng, mà nhất là ở phòng nông nghiệp huyện Vĩnh Tường. Từ một hộ gia đình có thu nhập thấp ở thôn Nam Cường, nhờ chịu khó học hỏi áp dụng khoa học kỹ thuật, đến nay gia đình ông Nguyễn Văn Phong đã có thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Ông chia sẻ, thu nhập từ việc trồng các loại rau màu sau khi trừ chi phí đã cho thu lãi gần 100 triệu đồng một năm. Và hiện nay, phong trào trồng cây rau màu vụ đông đang được rất nhiều bà con nông dân trên địa bàn triển khai nhân rộng. Ông Phong chia sẻ, do trồng rau màu đem lại hiệu quả kinh tế cao, nên thời gian tới, ông sẽ mạnh dạn đầu tư mở rộng thêm diện tích trồng trọt. Trong đó, ông sẽ đặc biệt chú trọng đến cây cà chua khép. Do đây là giống cây dễ trồng, dễ chăm sóc và đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn so với những cây rau màu khác.